Chủ đề video hôm nay, Giang Huy 93 sẽ hướng dẫn các khách hàng sử dụng điện thoại iPhone tạo ra một kênh YouTube để tải hết những cái video của mình lên trên kênh cá nhân. Kèm với đó, khi anh chị tải lên sẽ được miễn phí, không giới hạn dung lượng tải lên và không tốn bất kỳ một đồng nào. Nếu như những video anh chị làm hay, lượt xem nhiều, anh chị còn có thể kiếm tiền từ nó, và con số kiếm được từ YouTube là khủng khiếp. Một trong những cái phần thưởng sáng giá khi anh chị làm có hiệu quả là sẽ được nhận được những cái bằng khen, chẳng hạn như là những cái nút bạc như thế này. Đây là nút bạc YouTube của em, và em chia sẻ cái cách nhận nút bạc này sau những video tiếp kế tiếp. Thì cái cách mà anh chị tạo ra một cái kênh YouTube trên iPhone nó cũng đơn giản như trên điện thoại Android, nhưng nếu như anh chị thật sự mong muốn làm YouTube về lâu về dài để kiếm tiền thì iPhone không thật sự tối ưu, bắt buộc anh chị phải sử dụng điện thoại Android. Và ngay sau đây anh chị sẽ biết cách tạo ra một cái kênh YouTube rất là đơn giản như sau. Đầu tiên, trên iPhone thì anh chị phải có một cái ứng dụng YouTube. Anh chị phải có một cái ứng dụng YouTube Studio. Và để tải về thì anh chị vào trong App Store. Đây là App Store. Anh chị bấm vào đây, anh chị bấm vào tìm kiếm. Anh chị tải YouTube và YouTube Studio về. Đây là YouTube. Và anh chị tải thêm cái YouTube Studio nữa. Đây, anh chị tải cái phần này về. Anh chị phải tải hai cái mục này về máy. Bây giờ khi mà anh chị tải về thì việc đầu tiên là anh chị phải có tài khoản Google. Nếu như khán giả nào đã có tài khoản Google rồi thì mình chỉ cần đăng nhập vào mà thôi. Bây giờ anh chị tạo kênh YouTube thì anh chị tạo trước cái tài khoản Google như sau. Anh chị bấm vào YouTube, anh chị chọn vào cho phép nếu có. Tiếp theo, chọn vào mục đăng nhập bằng Google. Chọn tiếp tục. Lúc này, nếu như khách hàng nào đã có tài khoản Google thì mình tiến hành nhập vào đây. Còn nếu chưa có thì mình tạo tài khoản. Mình bấm vào dòng tạo tài khoản. Mình chọn cho bản thân tôi. Ghi họ tên. Anh chị ghi gì cũng được. Tên anh chị gì thì anh chị ghi vào. Sau đó bấm tiếp theo. Ngày tháng năm sinh. Nếu như anh chị cài để anh chị sử dụng luôn và mãi mãi thì mình đặt ngày tháng năm sinh cho chính xác vào, để sau này mình xác minh và mình còn bật kiếm tiền. Cái ngày tháng năm sinh này nó sẽ đúng với cái giấy tờ của anh chị khi mà anh chị gửi cho YouTube để xác minh và bật được kiếm tiền. Giới tính anh chị chọn cái nào cũng được. Lúc này mình điền xong những cái yêu cầu thì mình bấm tiếp theo. Và anh chị chọn xuống dưới cùng, anh chị tạo vào một cái địa chỉ anh chị yêu thích. Ví dụ em tạo một cái địa chỉ như thế này. Sau đó anh chị bấm vào mà nó không có cái chữ màu đỏ ở dưới là thành công. Còn nếu như mà anh chị có cái dòng chữ màu đỏ ở dưới là nó báo trùng tài khoản. Mình chọn tiếp theo. Nếu như nó báo trùng tài khoản thì anh chị phải chọn một cái tài khoản khác không trùng tên. Mật khẩu, anh chị tự đặt mật khẩu gì cũng được.
Sau khi mình cài đặt mật khẩu xong thì mình bấm vào cái dòng hiện mật khẩu, xem mật khẩu của mình đánh đã đúng chưa, và mình chọn tiếp theo. Mình chọn tiếp theo. Lúc này bắt buộc mình phải thêm số điện thoại của mình vào. Anh chị ở vùng quốc gia nào thì nó sẽ tự động hiện lá cờ ở nước đó. Anh chị lưu ý ở cái chỗ này, và anh chị bấm cái số điện thoại của anh chị vào để anh chị xác minh. Sau khi anh chị bấm vào số điện thoại của anh chị và anh chị bấm xong, anh chị kéo lên, chọn vào mục tôi đồng ý. Và anh chị nhập mã mà Google đã gửi về tin nhắn cho anh chị vào. Lúc này mình bấm tiếp theo. Anh chị chọn vào tiếp tục tạo một tài khoản mới nếu như nó ra những cái đề xuất như thế này. Còn nếu như mà không có những cái cảnh báo cũng như là thông báo như thế này thì anh chị làm theo những bước sau đây. Tiếp tục tạo một tài khoản mới. Nó hỏi anh chị có sử dụng số điện thoại này làm số điện thoại xác minh hay không, thì anh chị bấm tiếp theo. Một số máy của anh chị có thể nó hiển thị khác em tí xíu, nhưng anh chị cứ làm theo hướng dẫn. Kéo hết lên, chọn tôi đồng ý. Lúc này anh chị để im. Và xong, anh chị đã tạo được một cái tài khoản Google cho cái kênh YouTube của mình. Và trên iPhone, để anh chị có thể đăng nhập được kênh của mình vào YouTube Studio thì anh chị phải tạo kênh trực tiếp trên YouTube như sau. Mình bấm vào YouTube, mình bấm vào dấu cộng ở đây, và mình chọn vào mục tải video lên. Lúc này mình chọn video cần tải, mình bấm tiếp. Thì lúc này nó kêu mình là thay đổi hình ảnh cho tên kênh, đặt cái tên kênh, đây là cái tên người dùng. Và bây giờ anh chị đặt như sau. Ví dụ tên là hiện tại là ngược lại là Huy Gia thì em đổi cho đúng là Gia Huy. Ví dụ em đặt tên hiển thị là như thế này. Hoặc là anh chị muốn đặt một cái số nào đó cho đẹp thì anh chị đặt, sau đó anh chị bấm lưu. Lúc này ở đây nó có một cái cho anh chị chọn ảnh đại diện, thì anh chị chọn ảnh đại diện vào cho đẹp. Mình chọn vào mục camera này để mình chọn từ ảnh của bạn, anh chị bấm vào dòng cuối. Lúc này anh chị chọn những cái tấm ảnh mà mình yêu thích, anh chị điều chỉnh cho ngay ngắn và hợp lý, sau đó bấm lưu. Lúc này kênh của anh chị nó đã có một cái ảnh đại diện, tên của anh chị ở đây, và anh chị có thể chọn tên người dùng, đây là Giang Huy 68 ví dụ như thế. Thì anh chị bỏ hết những cái từ khóa sau lưng và anh chị chọn A cộng Giang Huy 68 thôi, sau đó anh chị bấm lưu. Nếu như tên người dùng này đã có người chọn rồi thì anh chị có thể chọn thêm một cái từ gì đó phía sau cho nó không trùng, sau đó bấm lưu cho đẹp. Nó sẽ hiển thị cái tên kênh của anh chị rất là đẹp. Bây giờ
Sau khi anh chị đặt hình ảnh xong, tạo một cái tên hiển thị cho đẹp xong, tên hiển thị này là cái tên giống như kênh Giao Huy 93 của em, là nó sẽ hiện chữ Giao Huy 93, là cái tên này nó sẽ hiển thị y như vậy luôn, mà nó sẽ hiển thị là Giao Huy 968. Còn anh chị muốn đặt gì thì tùy. Đây là tên người dùng, ví dụ như Giao Huy 68 A cộng Giao Huy 68 BB, kiểu như vậy. Và tiến hành bấm tạo kênh. Em sẽ làm hết sức chậm để cho anh chị dễ hình dung và có thể làm được. Anh chị chờ trong giây lát, anh chị nên kiên nhẫn chờ. Và nếu như mà nó quay hoài mà anh chị không thấy nó vào như cái giao diện như thế này, thì anh chị bấm ở trên đây cái mũi tên, anh chị bấm trở lại một cái, sau đó anh chị bấm chữ tiếp. Lúc này là anh chị đã tạo một cái kênh YouTube thành công. Ở đây thì nó có một tiêu đề, anh chị có thể tạo tiêu đề, ví dụ như đây là tiêu đề làm YouTube chẳng hạn. Sau đó anh chị thêm ở dưới phần mô tả, ví dụ như là Gia Huy 93 hướng dẫn. Anh chị ghi mô tả xong, anh chị bấm trở về ở đây. Là ở đây nó đã có cái phần mô tả rồi. Còn công khai, ở chế độ hiển thị công khai, thì anh chị chọn vào mục công chiếu ngay, là khi mà anh chị đăng lên là nó xử lý ở cái độ phân giải chuẩn xong, là người ta xem được liền, hoặc là anh chị có thể tự xem được video của mình. Bây giờ anh chị bấm ở đây, sau đó anh chị bấm trở về. Lúc này chỉ cần như thế thôi, là anh chị có thể bấm chữ tiếp theo và chọn vào không, nội dung đây không phải là dành cho trẻ em. Anh chị tích vào cái mục giới hạn về độ tuổi, anh chị kéo lên, anh chị chọn mục không ở đây nữa, và sau đó chọn vào tải video lên. Thế là xong, anh chị có thể theo dõi cái phần tải lên của mình ở cái mục thư viện. Nếu như mà video của anh chị quá dài, còn nếu như mà video của anh chị ngắn, thì anh chị bấm vào đây, anh chị xem, nó ghi là đã hoàn tất quá trình tải lên. Và tất cả những video tải lên, anh chị có thể theo dõi ở đây. Anh chị bấm vào mục thư viện. Và để xem lại cái video của mình, thì mình chỉ cần bấm vào đây, mình mở ra và mình xem. Đây, nó chưa xử lý xong nên anh chị chưa xem được, nhưng mà chút nữa, đây thôi, anh chị sẽ xem được sau khi cái thời gian này nó hoàn thành, thụt lùi về không, là anh chị có thể xem được cái video của mình ngay khi anh chị đăng. Vậy là xong bước cơ bản để anh chị tạo một cái kênh YouTube trên điện thoại iPhone đã xong. Và bây giờ anh chị tiếp tục mở cái YouTube Studio lên. Anh chị chọn vào mục đăng nhập. Ở đây nó đã có một cái tài khoản Gia Huy ở đây, anh chị bấm vào đây. Lúc này thì cái kênh của anh chị nó đã được tạo thành công, và mình quản lý cái kênh của mình ở trong cái YouTube Studio này. Đây là nội dung những cái mà video mà mình tải lên. Đây là số liệu phân tích, là người ta xem nhiều, xem ít, bao nhiêu người đăng ký, bao nhiêu giờ. Đây là những cái bình luận mà anh chị sẽ thấy xuất hiện trên kênh của mình. Và đây là cái phần kiếm tiền. Cái này thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị vào trong những cái video riêng lẻ. Và muốn trở thành một YouTuber thì anh chị phải học những cái thao tác căn bản. Bây giờ trong YouTube thì anh chị muốn theo dõi những video mới nhất của em, anh chị có thể chọn tìm kiếm Gia Huy 93. Sau đó anh chị vào trong phần kênh, anh chị bấm vào danh sách phát. Ví dụ như anh chị xài iPhone, anh chị muốn xem mẹo iPhone, anh chị kéo vào trong danh sách iPhone để anh chị xem. Còn nếu như mà anh chị muốn
xem những cái chủ đề liên quan tới YouTube, thì anh chị xem YouTube ở đây, bấm vô đây anh chị sẽ thấy rất là nhiều những cái mẹo YouTube mà sắp tới đây em sẽ hướng dẫn cho anh chị ở phần này. Và thật sự thì làm YouTube kiếm được rất là nhiều tiền. Và đây là nút bạc YouTube của em. Thật ra thì cái nút bạc YouTube này em hoàn thành và nhận được nó trong khoảng thời gian là hơn 1 năm, khoảng 14-15 tháng là em đã đủ 100 người đăng ký và em đã nhận được nút bạc YouTube. Và cái quá trình nhận nút bạc YouTube này em sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu về cái cách thức nhận cũng như là cái khó khăn trong quá trình làm YouTube để nhận được cái nút bạc YouTube. Và video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo.